Ngày 6 tháng 8, tài khoản mạng xã hội mang tên Tường Linh đăng tải bức ảnh được nhiều người đánh giá là nhạy cảm. Nhân vật nữ trong ảnh khá giống hoa hậu Tường Linh. Liên hệ với người đại diện truyền thông của Tường Linh, người này cho biết không muốn nói gì về thời điểm này để tránh bị nói PR và khẳng định sẽ giải đáp khi cuộc thi khép lại. Hiện Tường Linh đang là nhân tố sáng giá trong cuộc đua tìm ra người kế nhiệm phí phương Anh tại The Face 2017. Vì lẽ đó nên chuyện Tường Linh vướng nghi án lộ ảnh giường chiếu bên bạn trai khiến nhiều người hoang mang. Tường Linh từng đoạt Hoa khôi nữ sinh thanh lịch Phú Yên 2011 và đăng quang hoa hậu sắc đẹp châu Á Miss Asia Beauty 2017. Ngoài hình thể chuẩn và khuôn mặt khả ái, cô còn sở hữu thành tích học tập tốt, cử nhân khoa quản trị kinh doanh, Học viện Hàng không Việt Nam. 12 năm liền là học sinh giỏi, đạt huy chương đồng Olympic môn văn, giải khuyến khích học sinh giỏi văn toàn quốc năm lớp 12.